Thưa quý vị, hiện cả nước có khoảng 1 triệu người mắc COVID-19 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì họ chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc là hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà, dẫn tới những khó khăn khi mà tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội theo như quy định. Để giải quyết kịp thời những vướng mắc này thì Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà có thể hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các loại giấy tờ bao gồm: quyết định cách ly tại nhà, giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, giấy xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế cấp, quyết định hoàn thành cách ly y tế tập trung và phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Y tế rà soát kiến nghị Bộ Y tế xem xét tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà, tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư. Thành phố chỉ đạo đảm bảo quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ, theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, theo dõi các ca F0 chuyển tầng tử vong. Cùng với đó thì huy động lực lượng y tế tư nhân, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu và sinh viên các trường y để hỗ trợ cho y tế phường.